Trời Atula dạ xoa thảy, đến nghe pháp đó nên trí tâm, ủng hộ Phật pháp khiến thường còn, mỗi vị siêng tu lời Phật dạy. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam mô Đại Nguyện Địa.
Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát. Nam mô Đại Thánh Đại Nguyện Đại Từ Địa Tạng Bồ Tát. Bao nhiêu người nghe đến chốn này, hoặc trên đất liền hoặc hư không, thường đối với người đời sinh từ tâm, ngày đêm tự mình nương pháp ở. Nguyện các thế giới thường an ổn, phước trí vô biên lợi quần sanh. Bao nhiêu tội nghiệp thầy đều trừ, xa lìa các khổ về viên tịch. Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng, thường gìn định phục để giúp thân. Hoa màu bồ đề khắp trang nghiêm, tùy theo chỗ ở thường an lạc. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Đại Thánh Đại Nguyện Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Đại Bồ Tát. Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.